cha mẹ là người thầy đầu tiên và trọn đời của các con. Bởi vậy mà việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình đóng vai trò quan trọng trên chặng đường nuôi dưỡng, giáo dục những em bé hạnh phúc, ươm mầm tinh hoa giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Ứng dụng CSAP sẽ là mảnh ghép công nghệ hỗ trợ nhà trường giải quyết nhu cầu tương tác đa chiều, tích cực, tức thời với phụ huynh học sinh. Rào cản lớn nhất của phụ huynh chính là quỹ thời gian eo hẹp, công việc bận rộn nên khó có thể nắm bắt, trao đổi trực tiếp với nhà trường về tình hình của con tại lớp. Thế nhưng với CSAP thì nhà trường có thể thông báo nhanh chóng tới phụ huynh về một ngày của con đến trường, ra về vào thời gian nào, hình ảnh điểm danh mỗi ngày sẽ đều được cô giáo cập nhật đầy đủ, con học gì, chơi gì, dinh dưỡng trong ngày, kết quả học tập thì đều có thể được tra cứu tức thời. Đặc biệt là phụ huynh có thể gửi lời nhắn trực tiếp kèm với cả hình ảnh đến giáo viên phụ trách lớp ngay trên CSAP từng ngày để lưu ý về tình hình sức khỏe của bé hay là dặn thuốc. Nhà trường khuyến khích phụ huynh tương tác với các bài đăng tại bảng tin, nhóm lớp trên CSAP như một trang mạng xã hội thu nhỏ. Phụ huynh có thể chia sẻ ý kiến, để lại bình luận, bày tỏ cảm nghĩ quan điểm về các hoạt động hàng ngày, những sự kiện nổi bật của lớp. Ban giám hiệu nhà trường có thể tham gia trực tiếp vào các nhóm để cập nhật ý kiến, cảm nhận của phụ huynh. Mọi hoạt động tương tác giữa giáo viên và phụ huynh thì đều có sự kiểm soát của cấp quản lý và có thể can thiệp trong các trường hợp cần thiết. Ngoài ra thì phụ huynh còn có thể chia sẻ bất kỳ đóng góp ý kiến nào nhằm nâng cao chất lượng quản lý dạy học của trường tại hòm thư góp ý hoàn toàn ẩn danh. Điều này giúp nhà trường hiểu rõ hơn về trải nghiệm của phụ huynh đối với dịch vụ tại trường và giúp ban giám hiệu có thể kịp thời đôn đốc đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp hơn. CSAP lưu trữ toàn bộ dữ liệu của trẻ trong quá trình học tập tại trường như là kết quả học tập, khen thưởng, chiều cao cân nặng, tình hình chuyên cần giúp nhà trường và phụ huynh tổng kết, nhìn lại nhật ký học tập của con và cả lớp trong năm học vừa qua. Ban giám hiệu nhà trường còn có thể cập nhật nhanh các biểu đồ, tình hình điểm danh, chuyên cần của học sinh mỗi ngày, biến động học sinh trong trường, theo dõi thống kê chất lượng giáo dục, báo cáo tình hình thu học phí để có cái nhìn về bức tranh tổng quan tình hình đơn vị, từ đó có thể kịp thời nhắc nhở, định hướng quản lý hiệu quả. Cuối cùng thì việc áp dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục đang trở thành một trong những tiêu chí chọn trường cho con của phụ huynh hiện tại. Việc triển khai ứng dụng sẽ là giải pháp giúp chuyên nghiệp hóa hình ảnh của nhà trường trong mắt phụ huynh, nâng chuẩn trường học từ đó mà nâng cao hiệu quả tuyển sinh. Hy vọng là CSAP với những tính năng hữu ích sẽ giúp nhà trường làm chủ công nghệ, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, từ đó chung tay tạo nên một môi trường giáo dục chất lượng, kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh vì sự phát triển toàn diện của những chủ nhân tương lai đất nước. Kính mời anh chị trải nghiệm ngay hôm nay.